rất ít người gần như dành cả cuộc đời để cố gắng hết sức để nổi tiếng. Nhưng như bạn biết, sự nổi tiếng là một thứ vô hình và khó đo lường. Hầu hết chúng ta đều được truyền cảm hứng từ những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như người nổi tiếng, chính trị gia, doanh nhân và huyền thoại sống. Những người cực kỳ thành công trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Bài báo này viết về 20 nhân cách nổi tiếng nhất trên thế giới. Dưới đây là danh sách 20 người nổi tiếng hàng đầu thế giới năm 2021. Hãy theo dõi để tìm hiểu chi tiết về những tính cách này. Hillary Clinton là một chính trị gia và nhà ngoại giao người Mỹ. Từng giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm, năm 2009 đến năm 2013. Clinton là thượng nghị sĩ trong 8 năm, năm 2001 đến năm 2009, từ New York và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ 1993 đến 2001. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được đề cử làm Tổng thống Hoa Kỳ. Sau khi giành được đề cử của Đảng Dân Chủ, cô đã chống lại Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên giành được phiếu phổ thông trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng không giành được đại cử tri đoàn. Hillary Clinton kết hôn với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 1975. Là một luật sư, bà được bổ nhiệm làm nữ chủ tịch đầu tiên của công ty dịch vụ pháp lý vào năm 1978 và hai lần lọt vào danh sách một trong 100 luật sư có ảnh hưởng nhất ở Mỹ do tờ tạp chí Luật Quốc gia. Donald Trump là một doanh nhân người Mỹ và cũng là cựu Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trump, Tổng thống thứ 45 luôn là tâm điểm chú ý vì nhiều bình luận và hành động gây tranh cãi của mình trong nhiệm kỳ của mình. Trước khi tham gia chính trường, Trump là một nhân vật truyền hình và yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên chưa từng tham gia nghĩa vụ chính phủ hoặc quân đội. Nhiệm kỳ của ông bị sa lầy bởi các cuộc tranh cãi và đã có 10 cuộc phản đối vì các chính sách và chiến lược của ông trong những năm qua. Trump đã rất tích cực trên trang blog Vimeo, Twitter để liên lạc trực tiếp. Sau đó đã bị đình chỉ do ông đưa ra một số tuyên bố không chính xác trong thời gian chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2020. Trump không chịu nhận thất bại và thậm chí còn đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao dù đã thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trước đối thủ Joe Biden. Barack Obama là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Obama là thượng nghị sĩ của Illinois vào năm 2005 cho đến khi ông xin từ chức sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ông đã đánh bại John McCain, người được đề cử từ GOP. Obama vinh dự nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009. Obama đã giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai khi đánh bại đối thủ của Đảng Cộng hòa Mitt Romney vào năm 2013. Ông đã thúc đẩy sự hòa nhập cho người Mỹ LGBT trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông đã nổi tiếng khắp thế giới trong các nhiệm kỳ tổng thống của mình và nền kinh tế Mỹ đã được cải thiện đáng kể. Joe Biden, Tổng thống thứ 46 và hiện tại của Hoa Kỳ không chỉ nằm trong số những nhân vật nổi tiếng nhất mà còn là người được tìm kiếm nhiều nhất vào năm 2021. Trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Joe Biden trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 khi ông vừa mới 30 tuổi. Biden, người đại diện cho Đảng Dân Chủ, từng là phó tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ trong 8 năm dưới sự lãnh đạo của chính phủ Obama. Biden đã đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Điện Cao Thế năm 2020. Nhiều người nổi tiếng như Taylor Swift và những người khác đã đứng ra ủng hộ Biden và thậm chí còn biên soạn một bài hát để ủng hộ Biden. Dwayne Johnson, biệt danh The Rock, là người nổi tiếng nhất thế giới tính đến năm 2021.
Dwayne từng là đô vật vô địch WWE trước đó, hiện là một diễn viên và nhà sản xuất. Anh ấy là một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất mà trò chơi từng chứng kiến. Dwayne Johnson hiện là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất Hollywood với tài sản ròng ước tính gần 320 triệu đô la Mỹ. Anh ấy cũng rất tích cực trên mạng xã hội Instagram bằng cách chia sẻ video tập luyện và mẹo ăn kiêng với 263 triệu người theo dõi của mình. Jeff Bezos, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ Amazon Inc. là người giàu nhất thế giới và cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng vào năm 2021. Bezos ước tính giá trị tài sản ròng là hơn 190 tỷ đô la Mỹ theo tạp chí Forbes. Trước đó, ông từng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Amazon mà ông đã từ chức gần đây để theo đuổi mối quan tâm của mình trong không gian. Anh ấy đã được đưa tin gần đây vì đã hoàn thành thành công chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của mình trong 11 phút. Jeff Bezos là tỷ phú thứ hai du hành vũ trụ. Công ty của Bezos, Amazon, khởi đầu là một cửa hàng sách trực tuyến vào năm 1993, hiện là công ty lớn thứ hai thế giới với giá trị vốn hóa thị trường là 1,7 nghìn tỷ đô la. Bill Gates, người hiện đang là cố vấn công nghệ của Microsoft, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới. Gates, người sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Microsoft, là một hình mẫu cho mọi người. Ông là một nhà từ thiện vĩ đại, là đồng chủ tịch của quỹ Bill & Melinda, là quỹ từ thiện lớn thứ hai trên thế giới với tài sản 49,8 tỷ đô la. Gates quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo. Gates rất giỏi trong các nghiên cứu, nơi lần đầu tiên ông được làm quen với máy tính ở trường. Sau đó, anh hoàn thành chương trình học cao hơn tại Đại học Harvard, nơi anh gặp Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft. Cả Allen và Gates đều có niềm tin mạnh mẽ rằng máy tính cá nhân sẽ là thứ lớn tiếp theo trong những ngày tới, nên họ bắt đầu phát triển phần mềm cho máy tính cá nhân. Họ đã tạo ra ngôn ngữ máy tính BASIC trên máy vi tính đầu tiên và thành lập công ty Microsoft vào năm 1975. Theo Forbes, Gates ước tính có tài sản ròng trị giá 113,7 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành người giàu thứ ba trên thế giới. Kylie Jenner là nữ doanh nhân kiêm truyền thông người Mỹ xếp hạng thứ 6 trong danh sách những nhân cách nổi tiếng trên thế giới. Kylie nổi tiếng là tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Kylie sinh năm 1997 tại California. Cô trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Keeping Up with the Kardashians. Cô là người sáng lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics và sự nổi tiếng của gia đình là một lợi thế thêm cho cô. Sản phẩm đặc trưng của cô là Kylie Lip Kit đã thành công rực rỡ, giúp cô thu về hàng triệu đô la từ doanh số bán hàng. Kylie có một lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau như Facebook và Instagram. Tạp chí Time đã đưa cô ấy vào danh sách một trong những thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất. Robert Downey Jr. Robert Downey là một nhân vật nổi tiếng của ngành công nghiệp Hollywood. Người tình cờ là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất. Giá trị tài sản ròng của ông được ước tính là hơn 300 triệu đô la Mỹ. Anh được biết đến với vai diễn trong các bộ phim bom tấn ăn khách như Iron Man, Sherlock Holmes, Chaplin. Robert sinh năm 1965 tại New York và là một nghệ sĩ nhí. Anh bị sa lầy vào tranh cãi lạm dụng ma túy sau khi đạt được thành công trong lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là một diễn viên trong chương trình Saturday Night Live năm 1980. Nam diễn viên thậm chí còn bị bắt nhiều lần vì các cáo buộc liên quan đến ma túy. Sau gần 5 năm đối mặt với lạm dụng ma túy, bị bắt và cai nghiện, cuối cùng anh ấy đã thay đổi cuộc sống xung quanh bằng cách bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Anh được coi là một trong những diễn viên hạng A của Hollywood. Cristiano Ronaldo, một cầu thủ chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới. Anh ấy là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới với giá trị tài sản hơn 1 tỷ USD.
Anh ấy là người nổi tiếng được trả lương cao nhất trong danh sách năm 2020 của Forbes. Anh ấy hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội với lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi. Anh ấy được cả thế giới công nhận vì là một trong những người hào phóng nhất và là cầu thủ bóng đá mọi thời đại. Với màn trình diễn xuất sắc của mình với tư cách là một cầu thủ Real Madrid, Ronaldo đã được chào đón bởi khoảng 80.000 người tại sân vận động Santiago Bernabeu. Anh ấy đang giữ kỷ lục vô địch UEFA Champions League 5 lần. Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real Madrid. Justin Bieber là một ca sĩ rất nổi tiếng với lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới. Các video trên YouTube của Justin đã thu về hơn 10 triệu lượt xem chỉ từ những lời truyền miệng. Album đầu tay của anh ấy, Mi Un, đã bán được hơn 137.000 bản trong vòng chưa đầy một tuần vào năm 2009. Bieber là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất với doanh số gần 150 triệu đĩa trên toàn thế giới. Anh nắm giữ 31 kỷ lục Guinness thế giới và giành được 2 giải Grammy. Taylor Swift. Taylor Allison Swift đến từ Mỹ là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Kỹ năng sáng tác của cô đã giành được sự khen ngợi trên toàn thế giới và nhận được sự phủ sóng rộng rãi của các phương tiện truyền thông. Sau album phòng thu thứ 2 vào năm 2008, cô đã trở nên nổi tiếng khi nó được chứng nhận là kim cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ RIAA. Swift nằm trong top những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất trên toàn thế giới với doanh số hơn 200 triệu đĩa. Swift đã giành được 11 giải Grammy, 2 giải Brit và 49 kỷ lục Guinness thế giới cùng những giải thưởng khác. Oprah Winfrey. Bà trùm truyền thông Oprah Gail Winfrey ước tính trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ. Oprah Winfrey bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người đưa tin và chương trình trò chuyện nổi tiếng của cô The Oprah Winfrey Show từng giành được xếp hạng cao nhất kỷ lục thế giới trong thể loại của nó. Bà được vinh danh là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2007. Oprah sinh năm 1954 trong hoàn cảnh nghèo khó cùng cực ở vùng nông thôn Mississippi với một bà mẹ thanh thiếu niên đơn thân là người giúp việc nhà. Oprah bắt đầu làm việc trong một cửa hàng tạp hóa địa phương khi còn là một thiếu niên và cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Miss Black Tennessee ở tuổi 17. Oprah Winfrey là người dẫn tin tức da đen đầu tiên và cũng là người trẻ nhất tại WLAC-TV của Nashville. Cô hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Harpo Production. Ngoài ra, cô còn là chủ tịch, giám đốc điều hành và CCO của mạng lưới Oprah Winfrey. Usher là một ca sĩ và vũ công nổi tiếng người Mỹ. Usher phát hành album đầu tay Usher vào năm 1994 nhưng nổi tiếng sau đó khi album thứ hai, My Way, được phát hành vào năm 1997. Tại Mỹ, Usher đã bán được kỷ lục 23,8 triệu album và 38,2 triệu bài hát kỹ thuật số và hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới. Ông đã được phong tặng nhiều giải thưởng. Tiger Woods là một tay golf chuyên nghiệp nổi tiếng người Mỹ. Ông được coi là một trong những tay golf vĩ đại nhất mọi thời đại và nắm giữ nhiều kỷ lục chơi golf. Tiger Woods ước tính giá trị tài sản ròng là hơn 800 triệu đô la Mỹ. Tay golf huyền thoại đã được xếp hạng đầu tiên trong danh sách những người chơi giàu nhất của Forbes với kỷ lục 11 lần. Quả là một kỳ tích lớn. Anh ấy đã có một bước lùi nhỏ trong sự nghiệp lâu dài của mình vào năm 2010 để giải quyết các vấn đề hôn nhân. Nơi anh ấy tự áp đặt tạm nghỉ chơi golf chuyên nghiệp chỉ để nổi lên mạnh mẽ hơn. Anh là người chơi golf số 1 thế giới trong nhiều tuần liên tiếp. Selena Gomez là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Gomez đã bán được hơn 7 triệu album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới. Cô ấy rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Tài khoản Instagram của cô có hơn 253 triệu người theo dõi.
Jennifer Lynn Lopez thường được biết đến với cái tên J. Lo là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một vũ công vào năm 1991 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 1993. Lopez trở thành nữ diễn viên Latin đầu tiên kiếm được hơn 1 triệu đô la Mỹ cho vai chính trong một bộ phim vào năm 1997. Sau đó, cô đã khẳng định vị thế cao nhất ở Hollywood. Nữ diễn viên Latin được trả lương. Lopez bắt đầu album phòng thu đầu tay vào năm 1999 và album phối lại Zito Dallo. Bản phối lại trở thành bản đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ. Cô được coi là một biểu tượng văn hóa đại chúng. Các bộ phim của cô đã thu về tổng cộng 3,1 tỷ đô la Mỹ và doanh thu toàn cầu là 70 triệu đĩa, khiến cô trở thành nghệ sĩ giải trí Latin có ảnh hưởng nhất ở Bắc Mỹ. Cô cũng lọt vào danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes năm 2012 và năm 2018. Cô lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time công bố. Rihanna là một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới đã lọt vào danh sách tỷ phú gần đây. Cô hiện là nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới cũng như nữ nghệ sĩ giàu thứ hai trên thế giới. Người đầu tiên là Oprah Winfrey. Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản ròng của Rihanna là 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có phần đóng góp lớn đến từ công ty mỹ phẩm Fenty Beauty của cô lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Phần tài sản còn lại của cô ấy thuộc về công ty đồ lót Civic x Fenty của cô ấy đóng góp khoảng 270 triệu đô la và thu nhập mà cô ấy kiếm được từ âm nhạc của mình cũng như đóng phim. Robin Rihanna Fenty sinh năm 1988 tại Barbados. Năm 2003, cô bắt đầu một bộ ba âm nhạc với hai người bạn cùng lớp của mình. Rihanna đã thành công khi bán được hơn 250 triệu đĩa. Kimberly Noel Kardashian West, hay còn gọi là Kim Kardashian, là một nữ diễn viên kiêm nhân vật truyền thông nổi tiếng của Mỹ. Cô có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter và Instagram. Kim Kardashian là người sáng lập và chủ sở hữu chính của thương hiệu làm đẹp KKW Beauty. Cô đã giới thiệu một loạt các sản phẩm làm đẹp với thương hiệu KKW Beauty của mình. Cô cũng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2015 của tạp chí Time. Ariana Grande. Ariana Grande là một nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm 2 giải Grammy, 1 giải Brit, 9 giải MTV Video Music và 27 kỷ lục Guinness Thế giới. Nói về sự nghiệp ca hát của Ariana Grande, nó bao gồm 6 album phòng thu phát hành, 1 album tổng hợp, 1 album trực tiếp, 1 album remix, 2 vở kịch mở rộng, 52 đĩa đơn cùng với 12 bài hát đơn quảng cáo. Và còn những người nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.